Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Khi được nói lời sau cùng, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn trình bày đã có 35 năm công tác trong ngành ngân hàng, được tặng nhiều bằng khen chỉ vì phút sai lầm, giờ ân hận xấu hổ về hành vi của mình. Trước đó, trong ngày 19 tháng 3, trong phần luận tội phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 1 Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Đến ngày 3 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt mới, giảm nhẹ đối với 22 bị cáo ăn năn hối cải, nộp tiền khắc phục kể từ sau phiên luận tội, đề nghị án trước đó của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, trong số này không có bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận tiền và chỉ cho bà Trương Mỹ Lan cách đối phó che giấu sai phạm ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Quanh co chối tội nên Viện Kiểm sát không đề nghị giảm án tù chung thân cho bị cáo. Trong khi đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khi nói lời sau cùng cũng khóc. Bị cáo trình bày, sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam, bà luôn day dứt với câu hỏi, tại sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này? Thừa nhận luôn nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng chi phối đối với ban điều hành ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, tôi luôn nghiêm túc nhận thức chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng SCB, nhân viên Vạn Thịnh Phát về hành vi vi phạm quy định về ngân hàng. Tôi kính xin hội đồng xét xử khi đánh giá hành vi không coi tôi như là tội đồ, chủ mưu, nguyên nhân chính gây ra hậu quả của SCB hiện nay. Bị cáo Lan cũng gửi lời xin lỗi tới cơ quan chức năng các cấp vì tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB, đồng thời cũng trình bày về gia cảnh, giờ tan nát mỗi người một ngả. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, luật sư Trương Anh Đức bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đối đáp bổ sung liên quan đến thời điểm tính thiệt hại và mức tính lãi dân sự mà phía bị hại và đại diện Viện Kiểm sát đưa ra. Đồng thời, luật sư Đức cũng bày tỏ quan điểm buộc tội Viện Kiểm sát đối với bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô tài sản là chưa thỏa đáng. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp bổ sung thêm, luật sư căn cứ vào các quy định pháp luật để chứng minh xác định bà Lan không giữ chức vụ quyền hạn gì tại ngân hàng SCB. Cụ thể, Điều 51 luật tổ chức tín dụng thể hiện không phải bất kỳ ai muốn vào bộ máy của ngân hàng là được. Điều này cho thấy bà Lan không có khả năng bố trí người vào bộ máy của ngân hàng SCB, không có căn cứ để xác định bà Lan trả lương cho những người làm việc tại SCB. Vì vậy, quan điểm của Viện Kiểm sát là không có căn cứ. Về khái niệm đồng phạm, luật sư cho rằng Viện Kiểm sát có trích dẫn đoạn sau là vai trò của đồng phạm chứ không trích dẫn đoạn đầu, khái niệm của đồng phạm. Cần phải xem người khởi xướng có thỏa mãn tội tham ô hay không, sau đó mới xét tới đồng phạm. Có ý kiến bổ sung cho rằng việc bà Lan quản lý sở hữu hơn 91% cổ phần ngân hàng SCB nên có quyền hạn chi phối hoạt động của SCB. Luật sư cho rằng sở hữu hơn 90% nhưng quyền này sử dụng như thế nào thì cần được làm rõ, bởi quyền này chỉ thực hiện trong phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Về tội đưa hối lộ, luật sư đề nghị Viện Kiểm sát đưa ra bằng chứng chứng minh bà Lan chỉ đạo Văn đưa tiền cho bà Nhàn, bởi hiện nay không có căn cứ nào khác ngoài lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày thêm về 3 vấn đề là xác định lại số tiền thiệt hại và chiếm đoạt, tham ô tài sản và các tài sản liên quan. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, 1.284 khoản vay tại ngân hàng SCB thuộc hàng trăm khách hàng khác nhau, tổng cộng của khoản vay này là 390.000 tỷ. Những tài khoản vay này hoàn toàn không liên quan đến Trương Mỹ Lan hay tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị Viện Kiểm sát đưa ra chứng cứ để chứng minh cho những cáo buộc của mình. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã rất lão luyện khi cho rằng tội danh tham ô tài sản với thân chủ là không chính xác. Cụ thể, theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự, chỉ người có chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý mới kết vào tội tham ô tài sản. Trong khi Trương Mỹ Lan hoàn toàn không giữ chức vụ gì trong ngân hàng SCB nên không thể bị quy kết tội này. Viện Kiểm sát đối đáp sắc bén rằng luật sư tách bị cáo ra khỏi hệ thống SCB và tiếp cận theo gốc chức vụ quyền hạn. Còn Viện Kiểm sát tiếp cận theo hướng rộng hơn, xem xét toàn bộ cơ cấu bộ máy SCB. Với Điều 353 Bộ Luật Hình sự, quy định người nào có chức vụ quyền hạn, tức tách hai vế, hai chủ thể, chứ không phải có chức vụ và quyền hạn, tức chỉ một chủ thể là cán bộ công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ có quyền hạn. Theo Viện Kiểm sát,
bị cáo Lan không có chức trong SCB nhưng lại có quyền ở SCB. Đối với phần bào chữa của một luật sư bảo vệ Trương Mỹ Lan nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử thấy đề nghị tử hình một nữ doanh nhân, đại diện Viện Kiểm sát đáp trả sắc lạnh. Luật sư không biết rằng, chưa bao giờ trong lịch sử có một nữ doanh nhân sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền lớn đến mức không có từ nào để diễn tả. Sau gần một tháng thẩm vấn và tranh luận công khai, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dần đi vào hồi kết. Các bị cáo sắp phải trả giá cho sai phạm của mình. Quá trình xét hỏi tranh luận tại tòa, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, là loanh quanh đổ lỗi không thừa nhận hành vi phạm tội, còn phần lớn các bị cáo đều thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo đều là những người có trình độ, có nhận thức pháp luật, có đủ nhận thức hành vi nào trái pháp luật, hành vi nào không. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra mức án khá nghiêm khắc đối với các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tử hình, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị chung thân, bị cáo Trương Huệ Vân từ 19 đến 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước từ 14 đến 15 năm. Trong quá trình xét xử, do nhận thức được sai phạm và những hậu quả của mình gây ra, các bị cáo đã vận động gia đình nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Theo đó, chồng bị cáo Trương Huệ Vân đã nộp thêm 1 tỷ đồng, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Chí cũng nộp khắc phục thêm 61 tỷ đồng. Trong phần tranh luận lại, Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm truy tố đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn và một lần nữa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết thái độ không thành khẩn. Đối với một số bị cáo, Viện Kiểm sát đánh giá quá trình tranh luận, các bị cáo ăn năn hối cải, tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả. Tổng tiền khắc phục thêm từ lúc xét xử tính đến ngày 3 tháng 4 là hơn 73 tỷ đồng. Ghi nhận thái độ thành khẩn của nhiều bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một số quan điểm của các luật sư, đồng thời xem xét mức hình phạt mới theo hướng nhẹ hơn so với đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát cho một số bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Huệ Vân là 17 đến 18 năm tù. Trước đó, bị cáo Vân bị đề nghị từ 19 đến 20 năm. Cơ sở để Viện Kiểm sát đề nghị giảm án là do bị cáo ăn năn hối cải, phạm tội do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo thực hiện, bị cáo phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo Lan. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Vân cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới là bằng khen giấy khen, thư cảm ơn phòng chống dịch COVID-19, bằng khen của các bộ ngành trung ương. Ngoài ra, bị cáo cũng đã vận động gia đình nộp khắc phục thêm 1 tỷ ngay trong quá trình diễn ra phiên tòa. Về bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo không tham gia điều hành SCB, phạm tội do tin tưởng vợ, bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức đề nghị xuống 10 đến 11 năm tù, thay vì 11 đến 12 năm. Đối với bị cáo Nguyễn Cao Chí, Viện Kiểm sát ghi nhận sự tích cực của bị cáo và gia đình đã khắc phục gần 700 tỷ. Trong quá trình phiên tòa diễn ra, đã nộp thêm 61 tỷ. Bị cáo Chí cũng thành khẩn khai báo ăn năn hối hận và có nhiều tình tiết giảm nhẹ bổ sung. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt từ 9 đến 10 năm tù, thay cho 10 đến 11 năm như đề nghị trước đó. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, cũng được đề nghị giảm từ 14 đến 15 năm xuống còn 11 đến 12 năm do bị cáo thành khẩn khai báo nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi. Ngoài ra, nhiều bị cáo khác như Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc SCB, Đặng Phương Hoài Tâm, Hồ Bửu Phương, Dương Tấn Trước, Từ Văn Tuấn, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Văn Hưng và hàng loạt bị cáo thuộc nhóm thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cũng được Viện Kiểm sát đánh giá là có thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức án đề nghị mới theo hướng thấp hơn mức án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị tại phiên tòa ngày 19 tháng 3. Còn lại nguyên là cán bộ SCB và bị cáo thuộc nhóm thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cũng được đề nghị giảm từ 1 đến 2 năm đến 2 đến 3 năm tù. Sau gần một tháng thẩm vấn và tranh luận, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bước vào phần tuyên án. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Được nói đầu tiên, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bị cáo là người duy nhất đang phải đối diện mức hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Đồng thời, bị cáo cũng gửi lời cảm ơn tới các điều tra viên, cán bộ tạm giam đã quan tâm chăm sóc bị cáo vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua. Bị cáo cũng cảm ơn vị chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ để bị cáo được trình bày về toàn bộ vụ việc. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng đây là phiên tòa công bằng, khách quan, quyết định thân phận pháp lý của các bị cáo. Không kìm được xúc động, bị cáo Lan bật khóc. Mỗi một ngày kết thúc phiên tòa, khi về trại giam tôi luôn day dứt,
tại sao tôi và gia đình lại lâm vào cảnh bi đát như thế này. Những ngày tôi ở trại giam, nhiều lúc tôi tuyệt vọng chỉ muốn chết, chết vì tức. Nhớ những ngày dấn thân vào thương trường, dấn thân vào hoạt động ngân hàng, một lĩnh vực mà mình không thông thạo. Những ngày đông giá rét ở miền Bắc hay cái nóng như đổ lửa ở trong Nam là những ngày tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam, nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt, sợ nó lại tái phát. Không giữ được bình tĩnh, bà Lan nhiều lần dừng nói, ôm ngực bật khóc, khiến vị chủ tọa liên tục phải trấn an nhắc nhở. Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bước ngoặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay, vì tôi đã tin tưởng tuyệt đối nghe theo sự vận động của Ngân hàng Nhà nước để hợp nhất ba ngân hàng, trong khi tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động này. Bà Lan tiếp tục. Bị cáo Lan cũng trình bày, suốt 17 tháng bị tạm giam vừa qua, điều khiến bị cáo đau đớn nhất là quá tin vào hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công. Gia đình, bạn bè, người thân, đối tác trong và ngoài nước của bị cáo đã đem tài sản là mồ hôi nước mắt để đưa vào ngân hàng, đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại SCB. Trong suốt gần một tiếng nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kể về những đóng góp của bị cáo cho SCB và cho xã hội. Bị cáo chỉ thừa nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định về cho vay, nhưng quyết không thừa nhận tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm với vai trò là một cổ đông lớn của ngân hàng với các vi phạm của SCB, nhưng bị cáo xin hội đồng xét xử không coi bị cáo là chủ mưu, là nguyên nhân chính gây ra hậu quả của SCB hiện nay, bởi việc tái cơ cấu SCB không thành có nhiều nguyên nhân từ khách quan tới chủ quan. Bị cáo Lan nói, việc tái cơ cấu SCB không thành công khiến trái tim bị cáo rỉ máu. SCB là nơi mà bị cáo và gia đình, bạn bè trong và ngoài nước, toàn cán bộ SCB, cán bộ thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đặt niềm tin vào, mong muốn đưa SCB vươn tầm ra quốc tế. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới ngân hàng nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa tái cơ cấu SCB. Bước ngoặt định mệnh mà tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay chính là ngày tôi tham gia vào sáp nhập ba ngân hàng yếu kém. Dù thời điểm đó tôi không có hiểu biết về ngành ngân hàng, bị cạnh tranh không lành mạnh, bị cáo Trương Mỹ Lan nói. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự cho Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng, để Dương Tấn Trước có thể xử lý các dự án còn dang dở và những người khác liên hệ với các nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ cho SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn không thừa nhận cáo buộc tội tham ô tài sản đưa hối lộ và mong muốn hội đồng xét xử nghe, xem xét lời bào chữa của các luật sư, lời bào chữa của bị cáo.